Kính chào quý vị đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Cuồng Bóng Đá để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây sẽ là những thông tin cực nóng có trong bản tin ngày hôm nay. Pau FC thực hiện điều chưa từng có để giúp Quang Hải tỏa sáng tại Pau FC. Người hâm mộ Việt Nam vui mừng, phấn khích. Pau FC đã có những hỗ trợ tối đa để giúp Quang Hải có thể nhanh chóng hòa nhập và chơi tốt tại môi trường bóng đá Pháp. Quang Hải đang trong những ngày tập huấn trước mùa giải để chuẩn bị cho các trận đấu tại League 2. Vào tối nay, Pau FC sẽ có trận đá giao hữu đầu tiên với Landes, câu lạc bộ nghiệp dư của địa phương tại khu tập luyện Sport Landes. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Didier Tholos sẽ thử nghiệm đội hình ở trận đấu này. Qua đó, Quang Hải sẽ có cơ hội thi đấu trận đầu tiên trong màu áo Pau FC. Trước đó, trong những chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên trưởng Didier Tholos đã có những chia sẻ về thương vụ Quang Hải chuyển đến Pau FC, cũng như sự hỗ trợ từ phía đội bóng này để cầu thủ Việt Nam nhanh chóng hòa nhập. Huấn luyện viên Didier Tholos nói, thực tế khả năng của Quang Hải có thể phù hợp với chúng tôi. Tôi mong muốn Quang Hải sẽ có sự thích nghi nhanh chóng ở đây, nhưng điều quan trọng vẫn là cần phải biết cẩn trọng và kiên nhẫn. Trong những ngày tập huyện ở mùa giải trước, chúng tôi có phiên dịch viên đi cùng. Tôi và Quang Hải có thể trao đổi với nhau thông qua phiên dịch viên để sắp xếp một cách ổn thỏa nhất mọi việc. Theo tôi, thì từ trước đến nay, ở Pau FC chưa từng có phiên dịch viên đi cùng đội trong những buổi tập. Với Quang Hải, cậu ấy đã có thể nói xin chào bằng tiếng Pháp. Và tôi tin Hải sẽ sớm học để có thể thành thạo tiếng Pháp. Đội trưởng Anthony Battisi và tân binh Quang Hải của chúng tôi cuối cùng đã gặp lại nhau trên sân tập của Pau FC. Trên mạng xã hội của công ty đại diện cầu thủ MYG Invest đăng bài tập sau buổi tập đầu tiên của Quang Hải cùng đội bóng mới. Bên dưới bài đăng, Anthony Battisi, một cầu thủ vốn mỗi năm chỉ đăng vài bài trên trang cá nhân, đã bình luận bằng hai biểu tượng mang ý nghĩa, cố gắng lên nào. Sau đó, ở buổi họp báo, anh đã khen Quang Hải là cầu thủ khéo léo nhất đội, thể lực quá tốt so với tạ người châu Á. Chủ tịch Pau FC Bernard Lasport-Bray cho biết kế hoạch sang Việt Nam du đấu là một ý tưởng rất thú vị, nhưng thời điểm này chưa phải là thích hợp. Quang Hải là cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam, Pau FC sẽ sang Việt Nam du đấu, tại sao lại không nhỉ? Chủ tịch Pau FC Bernard Lasport-Bray trả lời với truyền thông Pháp. Dù rất hào hứng với kế hoạch sang Việt Nam du đấu, nhưng người đứng đầu Pau FC khẳng định đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Lý do chủ yếu là do Pau FC chỉ là một đội bóng không mấy tên tuổi đang chơi ở League 2, mới được chú ý nhiều hơn sau bản hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Chúng ta đều biết về sức ảnh hưởng của Quang Hải đối với truyền thông. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nghĩ tới việc sẽ sang Việt Nam du đấu. Đơn giản, Pau FC chỉ là một đội bóng nhỏ của nước Pháp. Nhưng trong tương lai thì hoàn toàn có thể được. Như các bạn đã thấy, Pau FC có sự đầu tư và rất quyết tâm có thứ hạng tốt ở mùa giải 2022-2023, ông Bernard Delpospray nói. Dù không nói ra, nhưng chủ tịch Pau FC rất mong chờ một ngày nào đó về đội bóng của mình sẽ lên chơi ở League 1. Khi đó, Pau FC sẽ chọn Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu để tập huấn bởi sự ảnh hưởng lớn của Quang Hải với giới truyền thông và người hâm mộ tại đất nước hình chữ S. Sau khi chính thức ra mắt các tân binh ở mùa giải mới, chủ tịch Pau FC Bernard Lasport-Bray nhận được rất nhiều câu hỏi về tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Người đứng đầu Pau FC tỏ ra rất kỳ vọng vào cầu thủ đến từ Việt Nam. Việc Quang Hải có được ra sân nhiều hay không thì phải hỏi huấn luyện viên. Tuy nhiên, sau khi xem video Quang Hải đá bóng, tôi thấy đây là một cầu thủ giỏi mà chúng tôi chưa từng có, chủ tịch Bernard Lasport-Bray chia sẻ. Chủ tịch Bernard Lasport-Bray cho biết thêm, Pau FC có hơn 11 tân binh, tất cả đều được thẩm định chuyên môn một cách kỹ càng. Với riêng Quang Hải, đây là cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ, rất cần cho vị trí tiền vệ công mà Pau FC đang thiếu. Như huấn luyện viên Didier Tholos đã nói, bản hợp đồng với Quang Hải xuất phát từ yếu tố chuyên môn. Tôi hy vọng Quang Hải sẽ thực sự là Messi Việt Nam hay Messi của vùng Palos, ông Bernard chia sẻ. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng của Pau FC, ông Didier Tholos cũng dành nhiều lời khen cho tân binh Nguyễn Quang Hải. Ông nói, Quang Hải là cầu thủ có khả năng xử lý bóng nhanh. Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó và Hải là một con người như thế. Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó. Câu lạc bộ Pau cần phải có bàn thắng từ không chỉ các tiền đạo mà còn là các vị trí khác. Quang Hải là mẫu cầu thủ như vậy. Hiện Quang Hải cùng với các đồng đội lên đường tới thị trấn San Spoledas, cách thành phố Pau khoảng 90 km để tập huấn chuẩn bị cho League 2 mùa giải mới. Theo kế hoạch, Pau FC sẽ có 4 ngày tập luyện ở San Spoledas trước khi chính thức bước vào những trận giao hữu với các quân xanh. Trận mở màn của Pau FC diễn ra vào lúc 19:30 ngày 8 tháng 7 gặp đội nghiệp dư Landes. Ở trận này, nhiều khả năng Quang Hải sẽ lần đầu tiên được thi đấu trong màu áo của Pau FC. Thậm chí, anh có thể được đá chính.
Dù vậy, rất tiếc là người hâm mộ Việt Nam không được theo dõi trận đấu khi Pau FC không cho phép báo chí được ghi hình trận đấu. Trong làng bóng đá Pháp, Pau FC được tờ báo La République des Quen Biensit ví như một cậu bé. Bởi đội bóng này dù được thành lập đã lâu nhưng mãi tới năm 2020 mới lần đầu được hưởng hương vị League 2. Không ít cầu thủ coi Pau FC như một điểm trung chuyển, một bệ phóng để tìm kiếm những bản hợp đồng lâu năm. Ở đội bóng như vậy, Anthony Patissi là trường hợp đặc biệt. Gia nhập câu lạc bộ từ năm 2018, Anthony Patissi hiện là một trong 3 cầu thủ có tầm nhìn nhất. Trước khi đến với Pau FC, trung vệ 27 tuổi từng có thời điểm thi đấu ở tận hạng tư của Pháp để duy trì sự nghiệp. Với những nỗ lực vượt bậc, Anthony Patissi đã cùng với Pau FC thăng hạng lên League 2 và trụ thành công bất chấp ngân sách thuộc vào hàng thấp nhất giải. Ở sân Nascam lúc này, Anthony Patissi có uy tín lớn và được ban huấn luyện cũng như người hâm mộ rất tin tưởng. Trung vệ người Pháp hiện đang được đại diện bởi MYG Invest, đơn vị có những hỗ trợ cho Quang Hải trong quá trình ký hợp đồng với Pau FC. Mối liên hệ đặc biệt này sẽ giúp Anthony Patissi hiểu hơn về Quang Hải và đưa ra những lời khuyên bổ ích trên con đường hòa nhập với môi trường bóng đá Pháp. Đội ngũ bên cạnh Quang Hải. Trước khi đến với nước Pháp, ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải, đã trao đổi với hàng loạt đội bóng khác nhau từ Nhật Bản, Áo rồi đến Tây Ban Nha. Với bất cứ lời đề nghị nào, phía Quang Hải đều phải đánh giá trên nhiều khía cạnh. Phương án Nhật Bản bị từ chối do Quang Hải luôn muốn đến châu Âu và người đại diện Đắc Văn không muốn Hải Con phải chịu áp lực so sánh với Chanathip Songkrasin. Phương án đến Áo cũng bị gạch bỏ vào phút chót do tại đây cơ hội ra sân của Quang Hải không được đảm bảo. Thêm nhiều lần cân nhắc nữa cho đến khi cái tên Pau FC xuất hiện và chinh phục được Quang Hải. Ngày Quang Hải đến thành phố miền Nam nước Pháp để thực hiện kiểm tra y tế, có hẳn một đội ngũ từ MYG Invest sát cánh với anh. Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch và ngay buổi chiều theo giờ địa phương, Hải Con đã cười tươi chụp ảnh với chiếc áo số 19 của Pau FC. Tại Pháp, MYG Invest là công ty đại diện có tiếng tăm nhất khi đại diện cho 29 cầu thủ ở nhiều đội bóng khác nhau. Những công ty đại diện đóng vai trò quan trọng trong nền bóng đá Pháp, nơi có rất nhiều cầu thủ nước ngoài tìm đến lập nghiệp. Có một nhận xét về hiện trạng tại giải đấu, phần lớn cầu thủ đều sẽ nói, hãy gọi cho đại diện của tôi khi được liên hệ. Có những cầu thủ có thể không biểu đạt được đúng ý định của mình với câu lạc bộ hoặc chưa thể nắm được hết thông tin, và khi ấy, vai trò của người đại diện rất quan trọng. Một trong những người được MYG Invest cử đi cùng với Quang Hải là Guilherme Risper. Guilherme Risper có 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, từng 2 lần vô địch League 2 và khoác áo U21 Pháp. Với một đội ngũ lo liệu cho bản thân, Quang Hải sẽ không phải bận tâm nhiều vào những chuyện bên lề mà chỉ tập trung vào chuyên môn bóng đá. Đó cũng chính là điều mà ông Đắc Văn luôn mong muốn. Những buổi tập đầu tiên trên đất Pháp chứng kiến cố gắng hòa nhập lớn đến từ Quang Hải. Tiền vệ người Hà Nội vừa quyết tâm đáp ứng những bài tập thể lực kiểu châu Âu, vừa tranh thủ thể hiện các phẩm chất kỹ thuật và làm nên thương hiệu. Hải Con cũng đã quen hơn với việc trao đổi bằng tiếng Pháp trên sân. Hy vọng rằng sự nỗ lực từ nhiều phía sẽ tạo ra thiên thời, địa lợi nhân hòa, giúp Quang Hải đạt được mục tiêu đặt ra tại Pau FC. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, TheAFC.com vừa có bài nhận định phi vụ chuyển nhượng hai ngôi sao của bóng đá châu Á là Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam và Takumi Minamino, Nhật Bản, gia nhập làng bóng đá Pháp. Theo trang TheAFC.com, Quang Hải và Takumi Minamino là hai ngôi sao mới nhất của bóng đá châu Á đến thi đấu ở các giải vô địch quốc gia nước Pháp. Tiếp theo sau là rất nhiều ngôi sao hàng đầu của châu Lục từng đến đây thi đấu, gồm cả cầu thủ nam và nữ. Trong đó, thương vụ đình đám và mới nhất với ngôi sao tiền đạo Takumi Minamino chuyển từ Liverpool sau thời gian cho Southampton mượn đến câu lạc bộ AS Monaco thi đấu tại giải League 1 với mức phí chuyển nhượng tổng cộng hơn 18 triệu euro và ký hợp đồng có thời hạn 4 năm. Nhưng không lâu sau đó, phi vụ đã gây ra sự tò mò rất lớn cho người hâm mộ trên khắp châu Lục, đó là một ngôi sao khác của bóng đá châu Á và là tên tuổi lớn ở khu vực ASEAN, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam cũng tiếp bước gia nhập câu lạc bộ Pau ở giải League 2, trang TheAFC.com viết. Cũng theo trang TheAFC.com, các cuộc chuyển nhượng của Quang Hải và Minamino đến các giải vô địch quốc gia Pháp đã giúp bóng đá châu Á tiếp tục phất cao ngọn cờ, khi vẫn tiếp nối truyền thống có nhiều ngôi sao đến thi đấu tại đây, gồm cả cầu thủ nam và nữ. Trang TheAFC.com cũng điểm lại các ngôi sao châu Á từng đến Pháp thi đấu rất thành công như nữ cầu thủ Nhật Bản Saki Kumagai, câu lạc bộ nữ Lion giai đoạn 2013-2021, hoặc cả nữ cầu thủ Alice Carpenter, tuyển Úc thuộc AFC, hiện cũng khoác áo câu lạc bộ nữ Lion từ năm 2020 đến nay. Hai nam tiền đạo Hwang Ujo, Hàn Quốc, câu lạc bộ Bordeaux từ năm 2019 đến nay.
hậu vệ Hiroki Sakai, Nhật Bản, câu lạc bộ Marseille từ năm 2016 đến 2021. Nữ cầu thủ Wang Xuang, Trung Quốc, câu lạc bộ PSG từ năm 2018 đến 2019. Hai nam tiền vệ tấn công Saman Hustros, người gốc Thụy Điển, của tuyển Iran thi đấu cho câu lạc bộ Asmien SC hiện ở giải League 2, đã từng tạo ra nhiều sự chú ý để nay đến khoác áo tại câu lạc bộ Brentford tại giải ngoại hạng Anh. Vì vậy, trang The AFC.com cho rằng các trường hợp mới như Quang Hải và Takumi Minamino vừa gia nhập làng bóng đá Pháp có thể chịu nhiều thử thách, nhưng đó cũng là cơ hội để thể hiện mình. Nếu thành công, họ có thể bước đến những nước thang mới.